Tự nhiên sao có cái mùi gì khó chịu thế nhỉ? Ừ, cậu thấy có cái mùi gì nó khinh khỉnh. Ôi giời ơi. Gì vậy? Đây, hóa ra là đây đây. Vỏ tôm. Trời đất ơi, không biết là ăn uống cái kiểu gì mà ăn xong không vứt rác, xong lại cho nó vào trong tủ này, có chết không cơ chứ. Ai mà lại ý thức kém đến thế nhỉ? Kiểu này phải 3-4 ngày nay rồi chứ không phải là một ngày đâu. Ở cái nhà này chỉ có nhà mình, nhà chú Thình, nhà cô Huyền, mà nhà mình cả tháng nay có ăn tôm đâu. Thì không ăn tôm thì chắc chắn không phải nhà mình còn sao nữa. Tôi sẽ phải đăng lên group, hiểu chưa? Xem là ai ăn, phạt thật nặng thì thôi. Ôi, bà ấy có một tí thế thôi mà làm gì cứ làm ầm. Cái gì đây? À, cái gì các con? Mẹ ơi! Cái gì? Con vừa mới nghe thấy mẹ bảo phạt viết cái gì đấy? Đây đây, giời ơi, không biết nữa. Ai ăn tôm xong là vỏ không vứt, cuộn nguyên một cái búi rác mà ghét vào trong tủ thế này. Mẹ nói cho con biết nhá, riêng cái quả này là mẹ phải đăng lên trong nhóm group của gia đình, ba gia đình. Nếu nhà nào ăn nhá, phạt thật nặng thì thôi để cho chừa. Thôi mẹ ơi! Làm sao? Phạt việc cái gì, mỗi cái chuyện nhỏ như thế này, việc gì mẹ phải phạt? Này này, đây, như thế này mà nhỏ à? Con vào con ngửi xem, con mẹ ơi, con vào con ngửi, ngửi ngửi xem là xem con ngửi được không? Đấy, thấy chưa? Mẹ, con nghĩ thật ra là chắc ai đó người ta cũng không cố ý đâu. Quên. Sao lại không cố ý? Quên cái gì mà quên? Sao? Cái hành tung này là tôi nghi lắm. Nghi cái gì? Các con nói ngay, có phải các con không? Dạ. Hả? Bố, thật ra là... Sao? Là con ạ. Các con đúng không? Khoan đã. Hơn một tháng nay nhà mình không ăn tôm. Này, chúng mày ăn vụng mẹ của không? Hả? Ăn vụng đúng không? Đấy, ông thấy chưa? Con dâu, con dai mua tôm về ăn giấu bố mẹ, không cho bố mẹ ăn. Tử tế thế cơ mà. Hở ơi, dạ. Chuẩn bị đi chợ đi con. Vâng ạ. Đây, tiền đây. Mẹ ơi. Ừ? Mẹ có nhầm không ạ? Nhầm cái gì? 50.000 đây. 50.000 này là tiền chi tiêu hả? Ừ. Nhưng mà mẹ ơi, thấy không được đâu ạ. Nhà mình bây giờ có 4 người, mà chưa kể là 2 bữa chính còn có người ăn thêm bữa phụ rồi bữa sáng nữa. 50.000 này làm sao mà đủ ạ? Ôi dồi ôi, con ơi, bây giờ cái gì nó cũng leo thang, tất cả mọi thứ đều đắt đỏ, mà làm không ra tiền, thế nên là chi tiêu của gia đình cũng phải tính, hiểu không? Cắt bớt đi nhá. Vâng, nhưng mà mẹ, như này mẹ cắt hơi sâu. Khổ quá nhỉ. Chính vì thế nên mẹ phải nhờ vào cái tài tính toán lo liệu của con, hiểu chưa? Nhá. Thôi, lo lắng mà đi chợ đi. À, sao ngồi đấy không đi chợ đi? Đi nấu cơm hôm nay đói rồi. Đây, mẹ đưa cho cái bằng này. Mẹ bảo là bây giờ đi chợ đi, chi tiêu làm sao mà đủ 2 bữa chính 1 bữa phụ cho 4 người trong nhà. 2 bữa chính 1 bữa phụ? Ừ, được. Thế làm sao mà chi tiêu được? 50.000 còn chả đủ cho anh ăn sáng. Bây giờ như này nhá, mình cứ nhận của mẹ 50.000 đi. Xong rồi anh đưa thêm cho em 100.000 mỗi ngày nữa. Em chi tiêu như vậy có nghĩa là một ngày mình chi tiêu hết khoảng 150.000. Mẹ làm sao mà biết được. Chị cũng giỏi dối trên lừa dưới đấy nhỉ. Tôi đã bảo với chị là mỗi ngày 50.000. Bây giờ tất cả mọi thứ nó leo thang, hiểu chưa? Nên phải cắt giảm chi tiêu, nên phải trông chờ vào cái tài tính toán chi tiêu trong gia đình của chị. Chị hiểu chưa? Mẹ giao cho ca này khó thế nhở. Em bảo, bây giờ thật ra để em tính nên nếu mà mình chỉ ăn mỗi rau muống luộc này, hoặc là ăn lạc, đậu phụ thì may ra đủ. Nhưng mà như thế thì thiếu chất lắm. Thì em cứ mua thịt cá đi. 50.000 mua làm sao được. Bây giờ nhá, cứ mua cá mua thịt, nhưng mà mua cho 2 người ăn thôi. Còn vợ chồng mình nhá, sau bữa ăn tính tiếp. Thì đây, tất cả tại mẹ chứ còn gì nữa. Mẹ. Thì bữa nào cũng thế, bọn con cũng phải ăn thêm bữa phụ vì đói quá. Ăn chả có chất gì cả. Hôm đấy con với cả vợ con đang ngồi ăn tôm, đang bóc cho nhau ăn. Tự nhiên nghe thấy tiếng, thấy có người sợ bị phát hiện, cho nên phải giấu vội vào đây. Thế xong rồi. Quên gì? Quên. Mà bà ơi, bà quy định có 50.000 một ngày trong gia đình. Này, 2 bữa chính 1 bữa phụ.
Tôi đến chịu bà đấy, thời buổi này chi tiêu thế đủ sao được. Ồ hay khổ quá thì tôi đang cắt giảm chi tiêu, thì tôi tiết kiệm mà lại... Cắt giảm chi tiêu nó phải hợp lý chứ. Bây giờ từng này người mà có 50 nghìn mà thời buổi cái gì cũng đắt đỏ hả? Thôi 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 thôi, được rồi, nói thế thôi tôi biết rồi. Từ mai trở đi mẹ sẽ cân đo đong đếm, tính toán thêm, tăng thêm thu nhập và chi thêm tiền ăn cho các con. Nếu nhà mình chỉ có đàn ông thì cuộc đời buồn lắm đấy. Mà nếu nhà mình toàn là đàn ông chẳng có ai sẽ chịu khổ. Một mái nhà